bà đi. Bạn thầy bệnh nhân nữ 29 tuổi, còn khoảng 1,5. Ở lớn lên. Thầy cũng đoán trước là trong mỗi ngày là tác dụng của đại tràng sức na, phương pháp mổ này các bạn đại tràng và làm tổ nhân tạo thì học sau học mỗi ngày. Đó thứ mổ là gì, tắc ruột? Dạ, tắc ruột trong đại tràng sức na. Cô mổ phong phú hả? Dạ. Để thầy thì sau học mỗi ngày một là có thể có phần là ở tổ nhân tạo, học mỗi ngày 4 là bệnh nhân có thể gia đình lại, nhưng mà nó người nhiều thì thăm khám học mỗi ngày 5 như vậy là bệnh nhân vẫn rất tốt, sinh hoạt ổn định. Hồng Nguyên tạo hoạt động tốt, lại có ra phân mỗi ngày. Ngoài ra thì em cũng mất con cái Hồng Nguyên cạo luôn, mình thấy là đỏ, rồi đôi màu đỏ tươi, không tỏa vào. Và cũng như là có, em biết tôi thấy thấy rõ mình xung quanh nữa, nhưng mà không có rõ tiếng là được. Ngoài ra thì cũng rất là có thể thì cũng có thể còn là mạch máu. Còn vết mẫu thì em cũng coi được vết mẫu là một mô. Mình sẽ một cái dịch, nhưng mà em mô thì tôi thấy trên một mô. Cũng không có viên tế động cho xung quanh thì mình nó không phải phụ. Kết mổ thì có dấu hiệu nhiễm trùng. Bộ ấn không sao? Dạ, bộ ấn thì mềm. Bác còn ăn năm bác mổ nên là họ em muốn cho bác ăn năm. Ăn uống rồi, cô ăn uống được chưa? Dạ, bác ăn uống kém thì một ngày có thể chín chắc chắn. Rồi, mổ cắt mổ như thế tôi gọi là phẫu thuật gì biết không? Dạ, mổ khó. Cô hỏi nhưng mà phương pháp cắt cái đại tràng như thế tôi gọi là phẫu thuật gì biết không? Hạt man, nó đóng cái đầu dưới đúng không? Đóng cái đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài. Mổ như thế thì cái biến chứng thường gặp nhất của cái hậu môn nhân tạo là biến chứng nào? Nãy em nói là hồng nè, thứ hai nữa là không có viêm da xung quanh, không có thòi ra, không có nhô ra, không có thụt vào. Trong số những cái biến chứng đấy, biến chứng nào là thường gặp nhất? Nhiễm trùng, thiếu máu. Cái thiếu máu có đầu tận đấy, cho nên những trường hợp này là bắt buộc là phải khám cái hậu môn nhân tạo. Chứ để nhiều khi nhìn cái phân nó có ra hay không, không biết nó tiến từ đời nào. Có nhìn không? Dạ không, có nhìn. Rồi thôi 8 điểm. Dạ. Tôi vừa rồi có xem mẫu của mổ gì không? Dạ có xem mẫu của không, của chương trình đó. Dạ không. Rồi 8 điểm. Dạ.